những cụm đèn dành cho người đi bộ được lắp đặt tại Hà Nội vào năm 2017. Nhưng đến nay, các cụm đèn này vẫn chưa phát huy được hiệu quả, dẫn đến tình trạng lãng phí và tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Theo ghi nhận của Dân Việt, tại tuyến đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, một khu vực có nhu cầu đi lại lớn, một cụm đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ đã được lắp đặt. Tuy nhiên, cụm đèn này gần như không được sử dụng. Đâu bấm là chả thấy được à? Đâu lắm rồi. Năm hơn năm này rồi. Thỉnh thoảng có người đi qua đây, người ta cũng chỉnh nhưng mà chẳng được. Dạ, em thường xuyên đi bộ qua đây ạ. À. Em thấy là người ngoài đường chạy xe rất là nhanh và mặc dù là có một cái vạch kẻ đường đây nhưng mà khi đi qua thì em rất là sợ ạ. À. Máy này bấm nó chả có tác dụng tác gì cả. Em thường xuyên đi học qua tuyến đường này, qua đường rất là khó khăn, phương tiện rất là đông và em phải đi lên cái đoạn cầu ở trên kia để qua đường và đèn tín hiệu ở đây không sử dụng được nữa. Tại tuyến phố Láng Hạ, đèn đường dành cho người đi bộ tại đây cũng không hoạt động, luôn nhấp nháy đèn màu xanh. Thậm chí phần đường kẻ vạch cho người qua đường còn trở thành nơi dừng đỗ của xe taxi. Khi đèn không hoạt động, người đi bộ sẽ tự qua đường mà không có sự hỗ trợ từ hệ thống giao thông. Điều này dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là ở những điểm đường có lượng xe cộ và lượng người đi bộ đông. Theo người dân, việc đèn tín hiệu không hoạt động có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ lỗi kỹ thuật đến việc bị hỏng do thời tiết hoặc hành động phá hoại từ phía một số người có ý thức kém. Nhưng dù nguyên nhân là gì, hậu quả của tình trạng này là sự mất an toàn cho người đi bộ và sự gia tăng rủi ro giao thông. Hy vọng là cái tính năng này sẽ được mọi người sử dụng nhiều hơn và nó sẽ được hoạt động để mình có thể đi qua đường một cách an toàn hơn. Ngoài ra, tình trạng này cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và khả năng áp dụng thực tế của các biện pháp an toàn giao thông như thế nào.